Sống khôn ngoan, nhớ thật kỹ ba cạm bẫy lớn nhất đời người, để về già không phải hối hận. Kính thưa quý vị, trên con đường nhân sinh, có người thấu hiểu từ rất sớm, có người lại giác ngộ quá muộn. Quả đúng như vậy, đời người có những triết lý mà chúng ta càng hiểu được sớm, lại càng có thể bớt đi nhiều nỗi tiếc, bi ai cho quãng đời sau này. 1. Ba điều nỗi tiếc nhất đời người: không biết lựa chọn, không kiên trì lựa chọn, không kiên quyết lựa chọn. Nếu con đường bạn đang đi là do chính bạn lựa chọn, thì cho dù nó có trắc trở, gian nan tới đâu, cũng đừng bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình. Dù cuộc sống là một chuỗi những khó khăn, thử thách, thất bại, nhưng tuyệt nhiên lại không có chỗ cho sự hối tiếc. Suy cho cùng, hối hận vì sự lựa chọn của chính mình chỉ làm chúng ta mất đi niềm tin vào bản thân và chùn chân trước mọi ngã rẽ. Điều tốt nhất bạn nên làm chính là kiên cường tiến về phía trước và đặt niềm tin vào lựa chọn của mình. Hãy tin rằng thời gian sẽ không bao giờ bạc bẽo người biết cố gắng. 2. Ba đối tượng cả đời không nên so đấu: không cùng quân tử so tiếng thơm, không cùng tiểu nhân đấu lợi ích, không cùng thiên hạ tranh khéo léo. Hãy nhớ rằng thêm một chút vui sẽ giảm một chút buồn, thêm một chút chân thật sẽ giảm một chút dối trá, thêm một chút thong thả sẽ giảm một chút bận rộn. Đối xử tốt với bản thân, nội tâm sẽ thông dong tự tại, bình thản trước vạn vật. 3. Ba thứ mà con người phải mất cả đời để rèn luyện: nhìn cho thấu, nghĩ cho thoáng, cầm lên được, buông bỏ được. Làm người phải có chính khí, làm việc phải biết cẩn thận. Ai đó đã từng nói, đời người thực chất chỉ có 3 ngày: ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Người mê muội sống vì ngày hôm qua, người ảo vọng sống vì ngày mai, còn người sáng suốt lại biết sống cho hiện tại. Quá khứ là thứ đã qua, chẳng khác nào một tấm chi phiếu đã quá hạn. Tương lai là thứ chưa thể chạm tới, giống như một tấm chi phiếu không thể lấy ra dùng. Chỉ có hiện tại mới là quãng thời gian chân thực để cho ta thể nghiệm, gìn giữ và trân quý. 4. Ba điều bi ai lớn nhất đời người: gặp được thầy tốt mà không học, gặp được bạn tốt mà không kết giao, gặp được cơ hội tốt mà không nắm lấy. Sống ở trên đời, việc phải đối mặt chưa chắc đã khó khăn, cũng giống như cô đơn không hẳn là không vui vẻ. Điều mình đạt được không nhất định sẽ tồn tại dài lâu, mà điều mất đi chưa hẳn là vĩnh viễn không có được. Một đời người quá đỗi ngắn ngủi, muốn tránh được bi ai, tốt nhất đừng để bản thân hối tiếc vì bất cứ điều gì. 5. Ba cạm bẫy lớn trong đời: sơ suất, cả tin, tham lam. Người sơ suất ắt sẽ gặp trắc trở, người cả tin ắt sẽ bị lừa lọc, mà kẻ tham lam chắc chắn sẽ gặp nhiều bi ai. Thế gian đầy rẫy những thứ giả dối mê hoặc lòng người, mà bản thân chúng ta lại tồn tại nhiều thiếu sót. Vì vậy ta tuyệt đối không được sơ suất, không nên nhẹ dạ cả tin, càng không được tham lam. Sống ở trên đời, hãy khắc cốt 3 điều cấm kỵ trên để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. 6. Ba điều không nên tranh ở đời: không tranh đi đầu với lãnh đạo, không tranh sự tín nhiệm với đồng nghiệp, không tranh công trạng cùng cấp dưới. Con người ta học mọi thứ đều có thể nhanh gọn, dễ dàng, có thời hạn. Duy chỉ có cách đối nhân xử thế là khóa học kéo dài cả một đời. Học cách tôn trọng người khác mới có thể nhận được sự tôn trọng từ người đời. Không nên lấy quan điểm của bản thân đi phán xét người khác, cũng đừng ép người khác phải tuân theo quan điểm của mình. Mỗi người là một cá thể độc lập. Bạn không muốn làm bản sao của bất cứ ai, thì cũng đừng ép người khác làm vậy với bạn. Lời Phật dạy:
dưỡng tâm để thay đổi vận mệnh. Kính thưa quý vị, người xưa có câu: tướng đàn bà con gái thường hiển lộ, tướng đàn ông con trai thường ẩn tàng. Nghĩa là vận mệnh của người phụ nữ dễ dàng biểu hiện ra bên ngoài, thông qua nét mặt, dáng đi, cách ăn nói. Những bài học làm người và cách xử thế dưới đây sẽ mang lại cho bạn cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn. 1. Luận về xử thế. Chớ nên vui đùa quá trớn, bởi lời nói đùa đôi khi có thể mang tai vạ. Những câu nói đùa tưởng chừng như vô thường vô phạt, nhưng cuộc sống 9 người 10 ý, đôi khi câu đùa vui lại dễ dàng bị hiểu theo hàm ý sai lệch, thậm chí bị coi như câu xúc phạm, nhục mạ, coi thường. Tai vạ cũng từ đó mà ra. Đàn ông nên xem cổ tay, phụ nữ cần nhìn khuôn mặt. Người xưa có câu: tướng đàn bà con gái thường hiển lộ, tướng đàn ông con trai thường ẩn tàng. Nghĩa là vận mệnh của người phụ nữ dễ dàng biểu hiện ra bên ngoài, thông qua nét mặt, dáng đi, cách ăn nói. Trong khi đó, tướng đàn ông lại không dễ gì xem được. Cổ nhân cho rằng, muốn biết tâm tánh và số phận đàn ông thì nên xem cổ tay, còn với phụ nữ thì nhìn khuôn mặt cũng có thể đoán biết được. Có tiền sau lưng một đám đệ, không tiền đường nào cũng khó đi. Tiền bạc là một trong những công cụ thiết yếu để mà xây dựng các mối quan hệ xã hội, nhưng nhiều khi độ thân thiết của những mối quan hệ ấy lại bị lệ thuộc quá nhiều vào của cải. Cũng bởi vậy mà vào thế kỷ trước, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã phải than thở về thói đời bạc bẽo qua đôi dòng thơ này: còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Tán gẫu hãy chỉ dừng ở tán gẫu, chớ nói hết mọi chuyện trong lòng. Tác giả văn học hiện đại Trung Quốc Thư Nghi từng viết trong một cuốn sách của mình rằng: dù là bố mẹ bạn hay bất cứ người nào khác cũng không thể chăm sóc bạn cả đời. Sớm muộn gì thì bạn cũng phải đối mặt với tất cả. Trước mặt người khác, bạn chỉ nên nói 3 phần, không thể phơi hết ruột gan của mình. Bởi lòng người là thứ khó dò nhất trên thế gian. Bạn chớ dại dột đem hết tâm tư của mình phơi bày cho người khác, mà hãy luôn giữ lại cho mình 7 phần bí mật. Nhớ kỹ, ai đối xử tốt với bạn cũng chớ quên kẻ đã từng đâm sau lưng bạn. Sống trên đời, người có ơn và kẻ mang thù là 2 thứ mà ta nên khắc sâu trong tâm khảm. Ơn sâu dốc trả, thù cũ chớ quên. Nhưng cái tâm không quên thù khác với cái tâm trả thù. Ghi nhớ kẻ từng đâm sau lưng mình để nhắc nhở bạn hãy cẩn trọng hơn trong cuộc sống, chứ không phải gieo rắc vào đầu bạn ý định báo thù. Thù hận vốn chẳng làm cho cuộc đời của chúng ta tốt đẹp thêm ngày nào. Hơn nữa, oan oan tương báo đến bao giờ mới hết? Kẻ làm điều ác chẳng tránh được luật nhân quả. Thay vì để ngọn lửa thù hận đốt cháy tâm trí, hãy để kẻ thù của chúng ta tự nhận lấy hậu quả từ cuộc đời. Ngày hôm qua đã thành quá khứ, ngày hôm nay là điểm bắt đầu, ngày mai thế nào thì chẳng ai biết chắc. Thay vì nuối tiếc những điều đã qua, bỏ lỡ hiện tại, lo nghĩ về tương lai, thì hãy dành hết thảy trái tim và tâm trí của bạn để biến quá khứ trở thành kỷ niệm, trân trọng từng phút giây đang sống để hướng tới tương lai tươi sáng, tốt đẹp. 2. Bàn về đạo làm người. Làm người đừng quá gian trá. Thế giới này rộng lớn tới vậy, vỏ quýt dày, ắt có móng tay nhọn. Làm người đừng có đa tình, cả thế giới chỉ cần chung thủy với một người là đủ. Kẻ mà gặp ai cũng dễ dàng yêu thương, sớm có ngày lâm vào bể khổ. Làm người đừng quá trẻ con, bởi ngây thơ khó làm nên đại sự. Hãy chín chắn quan sát nhân tình thế thái, chim non chẳng mấy chốc sẽ trở thành đại bàng xương cánh. Làm người đừng quá ham của, chỉ chăm chăm chiếm cái lợi trước mắt. Thứ gì của mình sớm muộn cũng sẽ tìm đến mình. Nếu không phải của mình, dẫu rằng có cố chiếm lấy thì vẫn là kết cục của thiên trả địa. Làm người hãy hạn chế tức giận. Trung y có câu đa sân thương can, nghĩa là tức giận nhiều sẽ hại gan, tổn thương thân thể. Chỉ người hòa nhã
mới có thể kết bạn tứ phương, biến bốn biển thành nhà, coi thiên hạ như huynh đệ. Làm người đừng quá sâu tính, tính cách hẹp hòi, ích kỷ vốn sẽ chẳng được ai yêu thích, thậm chí có ngày rước họa vào thân. Làm người đừng cố tỏ ra ngốc nghếch, bởi ỷ mạnh hiếp yếu là bản tính muôn đời của thiên hạ. Làm người đừng quá lười biếng, ngày tới thiên tài cũng chỉ có 1% thiên phí, 99% còn lại đều là công sức nỗ lực của bản thân. Cái lười chỉ đổ lấy cái nghèo cho bản thân, mang tới cái khinh của người đời. Còn người chăm chỉ chẳng mấy chốc sẽ được may mắn và thành công mỉm cười. Cổ nhân có câu khổ tận cam lai, chỉ cần chúng ta không ngại khó ngại khổ mà nỗ lực phấn đấu, hạnh phúc sớm muộn cũng tới gõ cửa.